Xích lại ra. Các bạn ơi, đằng sau là mình là cái xích đu. Bị xích lại ra. Mình đang ở trên Xin Sứ Hồ. Xin Sứ Hồ của tỉnh nào đây? Lai Châu. Lai Châu. Có cái xích đu này mà nó lại bị xích đu lại rồi à? Chúng ta sẽ cùng ngắm cảnh tí. Ngắm cảnh nhé. Đấy. Nhìn kìa. Cánh đồng tuyệt vời không? Đồng tuyệt vời đấy nhỉ? Ở đây chỉ có một cái xích đu này thôi. Ở trên cái khu vực này nó lạnh. Lạnh lắm. Rất là lạnh nữa các bạn ạ. Chỗ này là để cho các tình nhân nói chuyện với nhau. Kia có một cặp tình nhân nói chuyện với nhau. Đu người ta đu tình nhân, như mình không có nhân tình thì đu cái gì?